Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Các bác ơi, hôm nay em về được 8 em họa mi này các bác nhá. Đây là những chú chim họa mi gọi là thuần khoảng tầm 8 đến 90% rồi các bạn. Và những chú chim họa mi này có giá dao động từ 2 đến 3 triệu. Anh em nào có nhu cầu về những chú chim họa mi này thì anh em có thể là liên hệ với em các bác nhá. Đây là những chú chim này gọi như là bắt về để phục vụ anh em, bởi vì là đây là ở cái mức giá mà gọi là trung bình anh em ạ. Với những chú chim này thì nó thật sự với anh em là tất cả hình bóng dáng bộ đều đẹp hết và không có tật lỗi gì các bác nhá. Chân mỏ sáng màu, bóng bộ đẹp. Thì những chú chim này với anh em mua về thì anh em có thể là nuôi dưỡng thêm một thời gian thì con chim của anh em nó sẽ chơi thôi anh em ạ. Và đây là 8 chú chim họa mi các bác nhá. Bây giờ em sẽ lên lần lượt cho các anh em xem và mã số. Em vừa mới bóc hộp ra và cất đi một vài con mái anh em nhá. Thì đây này, đây em giới thiệu mọi người, đây là con số 1 này mọi người. Đây là con chim số 1 này mọi người này. Đấy. Mọi người nhá, đây là con số 2 này. Đấy. Và đây là con số 3 này mọi người này. Đấy. Đây là con số 4 này. Đấy. Đây là con số 5. Đây là con số 6. Đây là con số 7. Và đây là con số 8 anh em nhé. Tất cả những chú chim này thì đều được em đánh dấu và nói thật sự mọi người là đều được em đánh dấu và đưa cho mọi người những chú chim gọi là bóng bộ rất là ok mọi người nhá. Và chân mỏ rất là sáng màu, gần như tam hoàng luôn. Cái này, những chú chim này anh em mà về sử dụng sản phẩm cám của bên em chỉ một thời gian thôi là những chú chim này sẽ thành tam hoàng anh em nhé. Đó, và bây giờ em sẽ zoom cho anh em xem những cái ấy anh em nhé. Bây giờ em sẽ dí mái vào cho anh em xem con nào có điện hay con nào không có điện mọi người nhé. Đấy, thì nếu con nào nó hot mà mọi người thích thì mọi người có thể alo cho em nhé mọi người nhé. Đấy, tất cả đều có lửa hết anh em nhé. Đấy, anh em có thể thấy là chú chim họa mi số 1 anh nhá. Số 1 bắt đầu hot rồi anh em ơi. Số 1 là có lửa kìa anh em kìa. Đây cả nhà ơi, sau khi mà em ốp mái một chút nhá thì những chú chim bắt đầu lên lửa này. Thì ở đây hiện tại em đang thấy số 1 và số 2 đang có thái độ rất là tốt. Em sẽ quay hai con này trước cho cả nhà xem nhé cả nhà nhé. Đây. Đây, số 1 đây, số 1 đang hot rất là ok này anh em này. Đó, số 1 bộ to đẹp anh em nhé. Số 1 bộ to đẹp, dáng dấp ok anh em nhé. Chân này cả nhà ơi. Anh em nhìn chân vàng này, mỏ vàng luôn anh em nhé. Đấy. Số 1 đang chơi nha anh em nhé. Số 2 này, số 2 cũng hot anh em nhé. Số 2 bắt đầu lên rồi này anh em này. Đấy, số 2 này. Đấy, số 2 cũng là mỏ vàng anh em nhé. Đó. Chân đây anh em ơi. Chân ở đây anh em nhé, chân ở đây. Số 2 này. Số 2 hot này. Số 7 cũng vừa hot anh em nhé. Số 7 cũng đang hot rồi. Đấy. Đấy, số 7 đang hot này cả nhà này. Tất cả đều hot hết rồi nha anh em nhé. Có lúc mình quay được, có lúc không ấy. Đấy. Đây số 3 này. Số nào cũng hot này anh em này. Số 3 này. Đây số 3 đây. Số 3 bắt đầu lên lửa hot này. Đấy, cả nhà thấy con số 3 này ok không? Đấy, số 3 cũng bắt đầu chơi nha anh em nhé. Đó. Số 3 này. Số 3 nha anh em nhé. Số 3 này hot rồi nhất này. Số 3 này anh em này.
chân số 3 đây nhé anh em nhé, chân số 3 đây. Đấy, sẽ cho cả nhà xem con số 7 nhé cả nhà nhé. Số 7 đây. Số 7 là con chim này đâu nhỉ? Đây số 7 đây. Số 7 này cũng đang hot rất là căng này cả nhà. Hiện tại bây giờ đấy. Đấy, số 7 đang rất là căng nha anh em nhé. Đấy, số 7 nhá. Cả nhà thấy số 7 hot chưa? Đây số 7 đây. Chi nó vẫn còn mệt anh em nhé. Đấy, mỏ vàng này anh em ơi. Hot hết rồi cả nhà ơi, hot hết rồi. Chim bắt đầu lên giọng hot hết rồi cả nhà ơi. Đấy, số 7 này anh em ơi. Đấy, quay chân này cả nhà xem nhé. Chân đây cả nhà ơi. Đây sẽ zoom ra đây xem con nào nó hot nhé cả nhà nhá. 1, 2, 3, 7 anh em đang hot nhá. Vừa lấy con số 5 hot cũng rất là ok rồi cả nhà. Nhưng mà em lại không quay được con số 5 hot. Đấy. Đấy. 1, 2, 7 và đấy, và con số 4 nha anh em nhé. Bây giờ em sẽ quay chi tiết cho anh em từ con số 1 đến con số 8 nhé cả nhà nhé. Anh em nào kết con nào thì alo cho em nhé các bác nhé. Đây ví dụ như đây là số 1 này. Số 1 các bác nhé, đây số 1 này. Chân đây anh em nhé, à, số 1 thì bắn rất là ok rồi. Số 1 với số 2 nhé. Số 2 đây. Số 2 rất là ok các bác nhá. Đấy, số 1, số 2. Ơi. Số 3 này. Số 3 đây cả nhà nhá, số 3 đây nhá. Đấy, số 3. Số 3 vừa hot cũng rất là tốt cả nhà nhá. Đấy, số 3 nhá. Đây là số 4 này coi. Số 4 quả mắt rất là đẹp luôn anh em ơi. Thấy mái phát nhảy xuống cầu làm luôn. Ồ. Số 4 này bị mất móng rồi cả nhà. Số 4 này bị mất móng rồi. Số 4 này em sẽ thanh lý cho cả nhà rất là rẻ nhé cả nhà nhá. Số 4 này thanh lý cho cả nhà giá rẻ nhé cả nhà nhá. Anh em nào thích số 4 về ghép AV thì có thể ới em có nhá, có thể ới em nhá. Đây. Đây cả nhà ơi, đây là em họ Mi mang số 05 nhé các bác nhá. Đây là số 5 này. Đấy, đây là số 5 các bác nhá. Đây là số 5 này. Số 5 này. Số 5 đây cả nhà ơi, số 5 đây nhá. Đó, số 5 đây. Rồi. Em sẽ quay sang số 6 này. Số 6 đây các bác nhá, số 6 đây ạ. Số 6 đây các bác nhá. Số 6 đây nhá, số 6 đây đẹp chưa cả nhà ơi. Số 6 này. Số 6 đây. Số 6 này như tam hoàng luôn anh em nhá, số 6 như tam hoàng luôn. Đây và số 7, số 7 vừa hot đây anh em ơi. Số 7 vừa hot đây cả nhà ơi. Số 7 vừa hot đây ạ. Đấy. Số 7 vừa hot nhé cả nhà nhá.
số 7 vừa hot đây. Rồi. Và cuối cùng là em họa mi số 8 cả nhà nhá. Đây là con họa mi số 8 đây. Số 8 đây cả nhà nhá. Đó, số 8 đây cả nhà nhá, số 8 đây. Đó, số 8 đây cả nhà nhá. Trên đây là những chú chim họa mi nha anh em nhá. Mới về của ngày hôm nay. Anh em nào bồ kết thì có thể alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0974648999 nhá. Em xin chào tất cả anh em. Hẹn gặp lại anh em clip sau nhá. Bye bye tất cả mọi người nhá.